Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Toyota Land Cruiser. Đây. Với lốc điều hòa của con Toyota Land Cruiser thì xe nó cũng là to. Đâm ra là cái dòng lốc của nó sẽ sử dụng là một là dòng 17, hai là dòng 20. Nhưng chủ yếu của nó sẽ là dòng 20 bởi vì cả cái khoang xe của nó rất là rộng nên phải sử dụng con này thì độ lạnh của nó mới đạt được sâu rồi, nhất là đối với những dòng xe hai dàn. Đây là sản phẩm hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Đây, đây là chúng ta nhìn sơ qua cái lốc này. Lốc này là dạng cũng dạng như lốc Denso 15, 17, 4 chân xuyên qua lốc, nhưng cái háng này nó hơi rộng hơn này. Bully của nó là chạy bully Land Cruiser là chạy bản A, một rãnh. Đấy. Thân lốc được ghép với nhau qua 1 này, 2, 3, 4. 4 khối khớp vào với nhau. Đây là phía trên của nó là cái mặt bích. Mặt bích bắt lốc, một mặt bích hạ, một mặt bích cao. Và cái đây là cái cảm biến. Cái này thì nó cũng không quan trọng lắm. Đây, đây là cái giác điện của nó. Đây, anh em nhìn này. Đây là cái hàng liên doanh, nhưng hàng cao cấp đấy. Đó. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của Toyota Land Cruiser, sản phẩm hàng liên doanh. Anh em có nhu cầu quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm, hãy liên hệ với em theo số 076 9086 333. Kiểm tra hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.